Thị trường hôm nay là một phiên rút chân tương đối quyết liệt, vậy liệu thị trường chúng ta đã tạo đáy chưa hay đây chỉ là nhịp bull trap? Thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích sơ lược qua dòng thị trường thì bạn sẽ tự động hiểu đây là nhịp bull trap hay là nó tạo đáy. Thì bạn thấy thị trường ta sau khi nó mở biên rơi cực kỳ mạnh, nó về những vùng hỗ trợ này thì nó phục hồi lên là việc hết sức bình thường. Tại vì ở đây ấy, những nhà đầu tư kẹp hàng trên cao này họ sẽ không bán ra. Kèm theo đó là lực cầu bắt đáy từ bên ngoài vào, cũng như những cái lượng nhà đầu tư đang kẹp hàng trên cao sẽ có những yếu tố trung bình giá, nên những lực cầu nó vào mà cung ra thì sẽ phục hồi tự động. Và khi nó phục hồi tự động và nó cân bằng với lại thì đó cũng là một điều kiện rất tốt để tổ chức họ có thể tiếp tục tái phân phối lượng hàng, nên ở đây nó chỉ là nhịp bull trap của thị trường thôi. Các bạn nhìn qua giai đoạn phía trước, thị trường ta này nó bắt đầu nó mở biên nó rơi, và khi nó rơi về đâu ạ, về vùng hỗ trợ cứng của nó thì nó sẽ có những sự phục hồi tự động lên. Và bạn thấy phục hồi tự động lên này nó cân bằng sideways này để tổ chức họ tái phân phối ra lượng hàng này. Tái phân phối ra cho ai? Thứ nhất là cho những đầu tư ấy đang kẹp hàng lên cao này, trung bình giá này, cho nhà đầu tư ấy cầm tiền được bên ngoài này, bắt đầu bắt đáy đi vào này, và khi phân phối ra những lượng hàng đó nữa thì lại tiếp tục nó rơi. Họ bạn thấy đây đây, khi chúng ta này nó bở biên nó rơi như này, nó về hỗ trợ này thì nó phục hồi là việc bình thường mà, đúng mà. Các bạn thấy đi, phiên này nó tăng bao nhiêu điểm? 20 điểm đúng mà, và nó sau đó lại tiếp tục gì rơi, đúng chưa ạ? Họ ở đây nó cũng tương tự như vậy này, thì chúng ta này nó mở biên nó rơi cực kỳ sâu thì sau đó về hỗ trợ là vùng gáp trước của nó thì nó phục hồi lên bình thường, nó cân bằng sideways để tái phân phối lượng hàng thì sau đó lại tiếp tục mở biên rơi tiếp. Hoặc ở đây nó cũng tương tự như vậy này, thì chúng ta mở biên rơi tương đối sau này thì nó phục hồi lên, nó cân bằng phiên thì lại tiếp tục mở biên rơi. Thì bạn thấy đi, rõ ràng rằng ở đây là nhịp gì ạ? Nhịp bull trap thị trường mà, chứ đâu có phải là cái nhịp gì ạ, đâu phải là nhịp tạo đáy đâu. Thì chúng ta mới mở biên rơi, các bạn nói ở đây tạo đáy cái gì? Các bạn là tổ chức, các bạn phân phối trên 1.300 thì về đây đủ chiết khấu chưa? Làm sao đủ chiết khấu? Về đây có ai chịu bán là hàng ra không? Làm gì có ai bán hàng ra? Nó về hỗ trợ nhà đầu tư toàn là gì ạ? Canh trung bình giá này, canh bắt đáy không à, và chưa có sợ thị trường ta thì đỡ đoạn này tổ chức còn chưa gom được hàng đâu. Và bạn thấy cái vô nó như này này, làm sao mà có cái sự gom hàng đây? Gom hàng vô nó phải nổ chứ, chứ tại vì sao vô nó bé tí như này? Các bạn thấy khi chúng ta đi phải có sự gom hàng như này, nổ volume như này mới có cửa tạo đáy được. Hầu hết nhà đầu tư ý, chuyển hóa lượng hàng cho nhà đầu tư tổ chức thì sau đó thì chúng ta mới tạo đáy, còn hầu như đầu tư cá nhân ôm hàng thì sẽ không thể nào tạo đáy được. Các bạn thấy cứ cứ hồi lên mà vol của nó bé bé như này là chưa tạo đáy được nè. Các bạn thấy nó phải rơi rơi cực kỳ mạnh này, nó phải nổ volume mới có sự chuyển hóa từ cái lượng nhà đầu tư cá nhân sang đầu tư tổ chức thì sau đó thì chúng ta mới hình thành vùng đáy được. Còn rõ ràng là về hỗ trợ thì chưa có ai cắt lỗ ra đâu, đây nó về những vùng hỗ trợ mà có ai cắt lỗ ra đâu mà tổ chức họ gom lại được lượng hàng. Và nếu mà phân tích một cách logic ở đây, các bạn thấy đi, nó đang cân bằng trở lại để tái phân phối qua dòng gì? Đó là tái phân phối ra dòng ngân hàng ấy. Các bạn nhìn đi, ở đây này nó kéo lên ấy, nó phân phối dòng gì? Nó phân phối dòng bất động sản. Các bạn nhìn này, DG này, đúng vậy ạ, nó mở biên nó rơi một nhịp này là bất động sản nó đi luôn này. Sau khi tái phân phối xong dòng bất động sản thì nó kéo lên nhịp phân phối dòng gì? Dòng chứng khoán này, nó rõ ràng trên chart biểu đồ và có những sự logic ở đây này, nó phân phối ra dòng chứng khoán này nên dòng chứng khoán mở biên nó rơi sau đó này, và nó không hồi này. Và bạn thấy đây đây có tín hiệu phân phối chứng khoán chưa? Ở đây là tín hiệu phân phối gì nữa? Chạy nước rút xảy ra này, xuất hiện này, một viên phối này, hai viên này, ba viên, bốn viên này, năm viên, sáu viên, bảy viên này mở biên rơi này, đó là tín hiệu phân phối rõ ràng rồi. Và sau đó nó kéo lên, mình nói bạn là phân phối dòng gì? Dòng công nghệ với cảng biển này, nhìn qua con VGI này, bạn thấy đi, nó mở biên rơi như một hòn sỏi như thế này này. Hay bạn thấy những cổ phiếu như con gì ạ? Con bot này, đúng mà. Rồi bắt đầu đây nó cân bằng sideways này, rồi vài bữa đây nó cân bằng sideways thêm một vài nhịp nữa để phân phối dòng gì? Dòng ngân hàng. Các bạn thấy con LBB đi, nó chưa mở biên rơi xong đâu, thì lúc đó thì chúng ta nó chưa tạo đáy xong. Hay bạn thấy con MBB này nó đang ở trạng thái gọi là bull trap, và đây nó đang ở trạng thái cân dưới, vài bữa nó mở biên rơi một nhịp nữa thì chúng ta sẽ rơi thêm một nhịp nữa, chứ đâu đâu có đơn giản là ở đây nó tạo đáy đâu. Mình đánh giá rằng ở đây nó là nhịp bull trap ấy, và ở đây nó đang phân phối dòng ngân hàng một nhịp nữa thì sau đó chúng ta nó sẽ mở biên rơi thêm một nhịp, và một cái nhịp sau mình đánh giá thì chúng ta nó phải về ít nhất dưới 1.200 thị trường mới có cửa tạo đáy. Còn bây giờ thì bạn hạn chế gọi là bắt đáy là thứ nhất này, hạn chế trung bình giá là cái thứ hai này. Thì bạn biết rằng ấy, bắt đáy và trung bình giá là những con đường dẫn đến tài khoản của bạn bốc hơi khá nhanh. Các bạn thấy giống đoạn này này, các bạn thấy các bạn đang kẹp trên trên đỉnh này này này, bắt đầu này tổ chức họ kéo lên tạo cho bạn cảm giác rằng hy vọng thì chúng ta nó sẽ phục hồi này, rồi bắt đầu bạn kẹp hàng bằng trung bình giá này để bạn đu vào thêm tí nữa này, rồi tiếp tục tổ chức họ xả ra lượng hàng này, và bạn thay vì lỗ trên cái khoản vốn một cục mà bạn thành lỗ trên hai cục, thành ra là các bạn lỗ kép. Hoặc là đầu tư mình ấy đã đứng bên ngoài thị trường rồi thì mình cố gắng mình kiên nhẫn đứng bên ngoài thị trường luôn, chờ những cái trạng thái đảo chiều chúng ta mới tham gia, chứ không phải chúng ta tham gia quá sớm nhịp này. Các bạn tham gia quá sớm nhịp này đi, nó đạp về đây lại tiếp tục cắt lỗ đi ra, tiếp tục ở đây này nó hồi lên lại tiếp tục lao thị trường, lại tiếp tục đạp cái cắt lỗ đi ra, tiếp tục lao thị trường,
rồi lại bắt đầu này cắt lỗ đi ra, và ba lần bốn lượt bạn bị lừa như thế, lúc chúng ta tạo đáy thật này các bạn không dám ra đâu. Nên vì sao thì chúng ta đánh tâm lý là như vậy, nên bản chất động này này các bạn cứ đứng ngoài và chờ đợi tín hiệu thị trường thêm, khi nào có những trạng thái nổ volume này rồi sau đó có những trạng thái này xuất hiện dòng tiền của tổ chức họ vào họ đánh lên và đảo chiều trên xu thế thì lúc đó chúng ta tham gia. Chứ trong một thế giới giảm các bạn cứ cố gắng gọi là cầm đèn đuốc ô tô làm gì, hay bạn cố gắng đi ngược chiều làm gì, đúng không ạ? Câu nói rất hay là gì ạ? Các bạn đứng đái ngược gió thì không ướt chân thì cũng sẽ ướt quần thôi, nên đừng cố gắng gì ạ chống lại cái xu hướng thị trường, và đừng bao giờ cãi thị trường làm gì, tại trường không bao giờ sai, nó đã hình thành xuống giảm và bắt đầu nó mở biên rơi cái nhịp đầu tiên, mà bạn cứ cố gắng bạn lao đầu vào dưới đây gì ở đây vài bữa nó đi ngang ở vài phiên này rồi bắt đầu nó mở biên rơi rồi lại bắt đầu trách thị trường nó là lừa đảo, nó là gì ạ, nó là bịp, tại vì các bạn không có cái phương pháp đầu tư cho chính mình, mà các bạn cứ cố gắng bắt đáy cổ phiếu và mua cổ phiếu giá rẻ. Nhưng bạn nhìn qua giai đoạn năm 2022 đi, con đít đấy có giá 100 ấy, các bạn bắt đến khi nào mới có cái đáy của nó? Các bạn thấy đây này, các bạn thấy nó rơi kinh không, lao đầu vào bắt đáy này, cái này rút chân lên này bắt đáy cái sao ạ, thì hàng về các bạn thấy đi, lỗ nhiều không, lỗ rất nhiều luôn. Tại vì sao? Tại vì bạn mua ở đây này, hàng về có kịp bán không, không kịp bán này, lỗ đâu khoảng 5-7% rồi sao bán, nó bắt đầu sideways quay lại kỳ vọng nó hồi này, nó không hồi bắt đầu nó đi thêm đâu khoảng 4-5 cây sàn nữa này là bắt đầu kẹp hàng cao hơn này, đúng giờ kẹp hàng nhiều hơn này, rồi sau đó bạn trung bình giá này kia các kiểu bắt đầu nó đạp như thế này thì luôn đi luôn cái tài khoản chứ gì nữa. Nên vì sao đừng cố gắng chống lại xu thế của thị trường, và các bạn biết rằng cái thị trường này nó điên rồ lắm, cái gì nó cũng sẽ có thể xảy ra. Giống như ông Albert Einstein ông có nói rằng cái gì ạ, tôi có thể đo được cái sự di chuyển của vũ trụ nhưng tôi không thể đo được sự điên rồ của người. Và bạn biết rằng cái thị trường ở đây này nếu mà có sự bán tháo xảy ra thì bạn chưa biết nó về đâu đâu, có thể về vùng giá khoảng là 1180 nó mới có thể tạo đáy, hoặc có thể là sâu hơn, về bao nhiêu ạ, có thể là về bao nhiêu ạ, có thể là về tận 1130 đúng dạng, hoặc có thể là sâu hơn một tí, có thể về tận 1030 sao chúng ta chưa biết được, nên ta phải chờ những tín hiệu tạo đó chúng ta mới tham gia, chứ đoạn này chúng ta sẽ không tham gia quá sớm. Và đối với mình ấy là mình đã cầm được full tiền ở vùng giá 1300 điểm thì bây giờ đối với mình nó là cơ hội cực to để mình có thể là tham gia chu kỳ sắp tới. Còn các bạn mà đang cầm hàng sao ạ, thì canh hồi để xử lý thôi, chứ bạn đừng có cố gắng gọi là dính vào những vũng lầy là canh hồi để trung bình giá hay là canh bắt đáy các kiểu nữa. Những cái trạng thái đó mình đã trải qua rồi, và đây là những kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ bạn để các bạn đừng dính phải những sai lầm đó. Và các bạn phải gì ạ? Các bạn phải chờ thôi, tại vì trong thị trường này thời gian lớn là các nhà đầu tư mình phải chờ đợi chứ không phải là giao dịch. Tại vì bạn quan sát thị trường ta nó đảo chiều, bạn tham gia mức xác suất thắng cao chứ. Ở đây đi, khi các bạn thấy nó đảo chiều thì nó rơi 1 2 3 nhịp gì đó, thì khi nó đảo chiều như này này nó vào trên lại tăng đi, các bạn đánh mới có ăn được chứ. Tại vì 10 mã cổ phiếu bạn mua, 8 mã cổ phiếu bạn ăn. Tại vì 80% cổ phiếu đi thị trường chung, các bạn đánh mới ăn. Chứ trong một cái xu giảm này các bạn thấy đi, có con nào đi ngược lại thị trường được không? Hầu như khoảng 99% ấy là đi theo thị trường chung ấy. Đầu tư trong một này toàn thua lỗ không này, và toàn các bạn bắt đầu mua vào cắt lỗ đi ra, lúc các bạn cục vốn hết, lúc thì chúng ta đi lên làm gì còn đủ vốn để có thể đánh chu kỳ mới đâu. Nên đoạn này phải giữ tiền, giữ tiền nó luôn quan trọng hơn việc kiếm tiền. Các bạn giữ càng nhiều tiền thì giai đoạn sau các bạn sẽ còn rất nhiều tiền để bạn có thể đánh cho chu kỳ sống mới, và khi nó lại kép lên thì bạn sẽ thấy đi cái đồng tiền của bạn nhân rất nhanh. Và đối với mình thị trường bây giờ là cơ hội thôi chứ không phải rủi ro. Còn rủi ro mình nói bạn trên 1300 thì bây giờ rủi ro gì nữa, cổ phiếu nó chiết khấu là khoảng 20-30%, có cổ phiếu chiết khấu khoảng 50% rồi chứ không phải nó chiết khấu ít nữa đâu. Nên bây giờ mình sẽ không quá tiêu cực về thị trường mà mình sẽ nhìn về góc nhìn gọi là rộng hơn, và mình sẽ chờ một cái siêu chu kỳ sóng mới để mình đánh. Và đối với mình ấy, khi chúng ta nó bắt đầu ấy, nó mở biên nó rơi ấy, nó xuất hiện những cái nhịp ấy gọi là con mặt zin vọt sale ấy, thì lúc đó nó sẽ có những nhịp hồi cực kỳ mạnh, thì nhịp hồi đó mình sẽ hướng dẫn cho bạn đánh. Các bạn nào muốn tham gia đánh những nhịp đó thì các bạn vào tham gia những cái khóa coaching của mình đi, để mình hướng dẫn cho bạn bắt được những cái gì ạ, những cái nhịp gọi là phục hồi sau những trạng thái gọi là con kiên của thị trường, và nhịp đó có thể là giúp cho bạn kiếm thấy 30-50% ấy trong những nhịp gọi là nó phục hồi lên chữ V. Nếu sẽ có nhịp những cái tín hiệu đó xảy ra thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn tham gia, giống như những cái nhịp này này có những nhịp gọi là con xin phục sale, ví dụ như nó mở biên nó rơi đi thì chắc chắn nó sẽ có nhịp phục hồi mạnh như này. Các bạn thấy rơi nhịp một nhịp hai thì kiểu gì cũng sẽ có nhịp hồi mạnh như này, thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn bắt được cái nhịp này này để bạn đánh cái nhịp này này, nó sẽ có những trạng thái form con mặt kim phật sale, sau đó sẽ hồi lên cực kỳ mạnh, luôn luôn là như vậy. Và bạn thấy đi, nó rơi cực kỳ mạnh thì sẽ có những nhịp hồi cực kỳ mạnh, nên bạn chờ đi, sẽ có nhịp đó để cho bạn đánh đó. Còn khi nào xuất hiện thì mình sẽ hướng dẫn bạn tham gia, còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay vài phiên nữa mới bắt đầu nó mở biên rơi ít nhất dưới 1200 thì mới có yếu tố con mặt sale và gì ạ, phật sale hoặc là con mặt kim, nó là như thế. Còn nhìn qua một dòng thị trường các bạn thấy đi, nó phân phối khá rõ mà. Và đoạn này bạn thấy đi, dòng ngân hàng các bạn nhìn qua vài con là bạn biết nó rơi xong chưa liền, giống như LBB đi. Ở đây mình nói là vài bữa nó mở biên nó rơi sàn, bạn tin không? Bây giờ bạn chưa tin đâu, nhưng ở đây nó đã có tín hiệu rồi đó, nó đánh tương tự như con gì? Tương tự như con VGI. Ở đây này giai đoạn chạy rút nó xảy ra này,
xuất hiện bao nhiêu phiên phối rồi. Ở đây là một phiên phối này, ở đây này là phiên phối số 2 này, đây là phiên phối số 3 này, và đây là phiên phân phối số 4 này. Và nó chỉ cần giặt lên giặt xuống một hai phiên thôi, thì sau đó sẽ mở biên nó rơi đấy, nên bạn lưu ý hết sức cẩn trọng. Và khi con LBB nó mở biên nó rơi là đã báo hiệu dòng ngân hàng nó sẽ tiếp tục nó mở biên nó rơi. Giống như con VGI này, nó các bạn thấy đây, nó lên càng cao sao à, cái áp lực bán nó sẽ càng lớn, và khi nó mở biên rơi thì nó sẽ rơi như một hòn sỏi luôn đó. Nên bạn lưu ý rằng ấy, khi nó xuất hiện tín hiệu này, một phiên sách ao này, đây là hai phiên sách ao này, ba phiên sách ao này, bốn phiên này, năm phiên, sáu phiên, bảy phiên gì đó, thì chúng ta sẽ canh bán trên những phiên này đi. Đừng có để lúc ấy mà nó gãy, nó mở phiên nó rơi như này này, các bạn bán thì bạn sẽ không kịp đâu đó. Nên bạn nhìn sơ được con LBB đi, nó đâu phải là giai đoạn tích lũy đâu, mà khi mà cái con này nó chưa mở biên rơi ấy, mà lúc nó mở biên rơi sàn ấy, thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến dòng ngân hàng. Và khi dòng ngân hàng nó rơi thì chúng ta dòng nào đỡ nổi đâu, đúng vậy. Và nên ở đây các bạn thấy đi, những cổ phiếu ngân hàng nó đang cân bằng trở lại để có thể tái phân phối nhịp số 2 đó. Nên vì sao nói rằng ở thị trường ta nó chưa ngừng rơi là như vậy. Hay bạn nhìn qua con MBB đi, đây đoạn này này, các bạn thấy rõ ràng rằng nó là nhịp gì, nó là nhịp bull trap, dòng tiền vào cực kỳ mạnh nhưng nó không tăng điểm, và lên trên đây này nó từ chỗ tăng giá và bao nhiêu hàng nó đều xả ra cả. Nên bạn thấy bán cái vân khá to, và khi nó tạo ra những trạng thái bull trap thì ở đây nó tạo ra nhịp cân bằng là việc bình thường thôi, giống như con GVR này, đúng vậy. Ở đây nó tạo ra nhịp cân bằng là bình thường, nó xoay quay về phiên rồi nó mở biên nó rơi tiếp. Hay bạn thấy giống như đoạn này này, nó bắt đầu ấy, nó xác nhận đây là nhịp bull trap rồi, nó từ chối tăng giá thì nó sideways, quay nó cân bằng dưới một vài phiên thì kiểu gì nó sẽ mở biên nó rơi thêm nhịp nữa thôi. Nên bạn thấy những cái dòng ngân hàng nó đang ở trạng thái gọi là cân bằng dưới, và nó đã xuất hiện báo hiệu cái cổ phiếu là bull trap rồi, thì bạn đừng có kỳ vọng quá nhiều. Hay bạn thấy con DBM này, nó đánh như vậy đấy, các bạn đừng có kỳ vọng quá nhiều. Ở đây này, nó xác nhận ở đây dòng tiền đi vào này cực kỳ lớn này, nhưng mà không vượt được đỉnh này. Và ở đây nó từ chối tăng giá liên tục và nó bị bán ngược trở lại này, ba bốn cây liên tục vol khá to này. Ở đây tạo ra trạng thái cân bằng dưới này một vài phiên này, sau đó sẽ mở biên nó rơi như thế này này. Nên bạn thấy đi, con MBB ấy, nó đang ở trạng thái tái phân phối một nhịp nữa thì sau đó sẽ bắt đầu nó mở biên nó rơi. Và khi dòng ngân hàng nó rơi thì dòng nào đỡ, thì bạn phải đặt ra câu hỏi như thế. Nên đối mà đây là con MBB này, nó chưa mở biên rơi xong đâu, nó cân bằng sideways vài phiên thì sau đó sẽ tiếp tục nó mở biên rơi về vùng giá sâu hơn, có thể vùng giá khoảng 22 hoặc thậm chí có thể vùng giá khoảng 21. Rồi bạn nhìn qua con ACB này, đây là một cái trạng thái gọi là phân phối đỉnh của nó, thì bạn đọc đi, ở đây là gì, đây gọi là gì ạ, đây là vùng BC này, đúng chưa ạ. Rồi đây là vùng gì ạ, đây là vùng gì ạ, đây là vùng AR này đó, thì đây là vùng ST này, ST đúng chưa ạ, AR này, ST này, sâu này, đây mình ghi cho bạn xem sâu này, và đây là vùng gì ạ, UT đúng chưa ạ, UT. Thì đây khả năng nó là gì, là cái UTAD. Tại vì sao nó là UTAD? UTAD là những cái vùng ấy là vol tăng nhưng giá không hề tăng. Bạn thấy này, vol cực kỳ lớn nhưng tại vì sao giá không tăng? Ở đây vol cực kỳ lớn nhưng tại vì sao giá không tăng? Các bạn đặt ra câu hỏi như thế. Đáng lẽ cái khớp định nó khoảng là 28 triệu phiếu phải tăng trần mới đúng, chứ tại vì sao mà nó tăng có 1,2 mấy phần trăm? Trong khi đó bạn thấy đi, cái này khớp định 9 triệu đã tăng 2,25%, thì đáng lẽ nó gấp 3 thì phải tăng trần mới đúng, nhưng tại vì sao không tăng trần? Thì chứng tỏ đây này, cung tổ chức họ đang bán ra, và khi cung tổ chức họ xả ra, cung tổ chức họ xả ra thì chủ yếu nhỏ lẻ là người đu vào, và khi đu vào thì bạn thấy đây, nó xác nhận đây là bull trap, và khi nó xác nhận đây là bull trap thì sao ạ, nó dễ gì cho bạn bán giá cao. Thì đây nó chỉ cân bằng sideways này để cho các bạn kỳ vọng này, hy vọng này, rồi bắt đầu nhà đầu tư bên ngoài cầm tiền mắt đá này, nhà đầu tư trên đây này bắt đầu trung bình giá này, rồi bắt đầu này nó sideways vài phiên, nó nhốt bạn thêm nhịp nữa thì sau sẽ bắt đầu một nhịp đạp. Nên đó mà đây là những cổ phiếu này, khi nó tạo ra gì ạ, nó tạo ra bull trap thì kiểu gì trong thời gian sắp tới nó cũng sẽ có nhịp đạp nữa, thường nó sẽ như vậy. Ví dụ đây bạn đi, nó xác nhận đây là bull trap rồi này, đúng giờ đánh lên tăng không nổi này, nó xác nhận đây bull trap thì nó phải đạp, tại vì tổ chức còn muốn gom hàng một giá thấp hơn mà, nguyên tắc là như vậy. Ví dụ ra đây nó tăng như này mà xác nhận bull trap thì ở đây nó sideways vài phiên này thì nó phải đạp. Nên bạn dài bữa bạn xem đi, ACB dài bữa nó đạp ít nhất về giá khoảng 23.5 này, hoặc là về giá khoảng 23.2 này, hoặc có thể về giá khoảng nhiêu là 22.6 này, là những vùng cái gap nó sinh ra nó chưa lấp lại đấy. Nên bạn hết sức cẩn trọng đối với ACB. Tiếp tục MBB này, phân tích qua dòng ngân hàng để bạn biết rồi, đúng vậy, hồi nãy mình phân tích rồi mà. Rồi tiếp tục bạn nhìn qua những cổ phiếu dòng gì của ngân hàng ở đây, Vietcombank đi. Vietcombank này bạn thấy đi, nó có tăng giá không? Các bạn thấy nó luôn luôn từ chối tăng giá trong cái đường neckline của nó, trong cái đường trendline của nó. Và các bạn thấy đây, nó có cái gap nó sinh ra này, vùng giá khoảng là 8 mấy à, 8 6 ra này thì sẽ quay về retest trong tương lai. 8% gap sinh ra nó sẽ lắp lại đấy. Và bạn lưu ý ở đây này, nó quay lại retest đúng với những cái kỹ thuật của nó. Ở đây bạn thấy vai này, đầu này vai, thì đây là đường neckline, và khi test lại neckline bạn thấy đây, hai phiên từ chân giá và nó xả hàng ra liên tục ở trên đây, và chứng tỏ đây là vùng hai đỉnh, và nó chỉ cần gãy bao nhiêu, gãy giá khoảng 86 thì khả năng sẽ mở biên nó rơi khá sâu. Và đó mà đấy, cái vùng gì à? Cái vùng con Vietcombank có thể hướng đến là vùng 81 lần, giống như đoạn này này. Ở đây bạn thấy đây, mô hình này, vai này, đầu này, vai, đúng chưa ạ? Bắt đầu nó rơi sau, bắt đầu nó phục hồi cực kỳ mạnh này, lên test neckline, và khi test lại neckline xong này, các bạn thấy những cái phiên này nó từ chối tăng giá này,
nó từ chối tăng giá này, từ chối tăng giá này, và mở biên nó rơi, và vòng của nó to, nó phục hồi lên cái đúng giờ test lại cái lại bắt đầu mở biên nó rơi về đâu, nó rơi về tận cái vùng gấp trước của nó này, thì sau đó này nó mới hình đáy. Và ở đây này nó có một cái gấp khá to này, vùng giáp khoảng là 80 này, thì khả năng con Vietcombank nó về tận giá 80 thì lúc đó thì chúng ta mới có những cái kỹ năng hay có những cái khả năng nó tạo đáy. Bạn nhìn qua VBank này nó tương tự đi, nó đánh có khác gì HD Bank HDC đâu, nó đánh y chang con HDC trên đây. Bạn thấy cây vol tăng nhưng giá không hề tăng, một cây call vol khớp lệnh đâu khoảng bao nhiêu ạ, 44 triệu phiếu tăng 0,6%. Ở đây này cây vol khớp lệnh 48 triệu phiếu giảm 0,51%, thì chứng tỏ đây này cùng của tổ chức họ xả ra này, họ không muốn cho cái cổ phiếu lên này, nên bạn thấy cứ lên bao nhiêu họ xả ra hết, lâu nhiêu họ xả ra hết. Và khi họ xả ra hết như thế thì họ mục đích của họ là gì, có phải là muốn mua cổ phiếu giá thấp không, và ở đây giá đủ thấp chưa, chưa. Và giá dù thấp của nó là phải dùng giá khoảng 17 năm. Và bạn thấy hai lần ba lần nó từ chối giá liên tục và test lại thất bại thì nó mở biên rơi là việc bình thường. Thì đây bạn thấy đi, nó tạo ra một hình gì, hai đỉnh ba đỉnh đi dài bữa nó test test lại đây vài bữa nó rơi, giống như con HDC nó có khác gì đâu. Ở đây bạn thấy đi, nó tạo ra những gì ạ, một đỉnh hai đỉnh ba đỉnh này nó từ chối tăng giá liên tục này, phân tăng giá tăng này, ở đây tạo ra gì ạ, tạo ra trạng thái mở biên rơi này, nó phục hồi lên dài phiên nó test lại xong nó mở biên rơi tiếp và rơi về đâu, lắp gáp trước của nó này. Và đây bạn thấy cũng phục hồi lên cái lại tiếp tục nó đạp về gấp trước của nó này, thì con VBank này bạn thấy đi, nó rơi ít nhất về đây này thì sau đó bắt đầu như nhịp hồi, chứ đó mình thì con này chưa mua được đâu. Và khi VBank đặt về tới đây thì bạn thấy thị trường chúng ta còn rủ nó hay không, còn như xong còn rồi phân tích Techcombank đi xem như thế nào. Ở đây nó cũng tăng tạo ra một cây niêm hướng lên này, nó tạo một đá hai đá này gặp lại đỉnh trước này, nó cân bằng sideways dài bữa nó giảm tiếp cho bạn xem. Các bạn thấy đi, những gì đã diễn ra trong quá khứ nó lại tiếp tục xảy ra trong tương lai, mà cũng là một hình cây niêm này sideways test lại cái này mở biên giảm này, phục hồi lên test gap này lại mở biên giảm này. Còn đây này đủ đủ điều kiện để nó đi lên chưa, làm gì đủ điều kiện đâu, trên lai cũng trên lai giảm mà ở đây nó tạo đáy, làm sao tạo đáy được. Rồi tiếp tục con gì ở đây, con BID đi, đi qua vài con ở bạn biết thị trường ta ổn hay chưa. Rồi rõ ràng rằng đây nó là giai đoạn gì, nó là giai đoạn test lại gì ạ, test lại neckline hai đỉnh của nó này, đây có điểm mua chưa, làm gì có điểm mua, bản chất của nó test lại gì ạ, test lại trên lai thì mở biên nó giảm việc bình thường. Ở đây còn cái gap nó chưa lắp lại này, dài bữa về đây lắp gap này thì nó mới có cửa tạo đáy, còn bây giờ mình thì chưa nên mua mới đó. BID CTG sao, CTG bạn thấy đây nó cũng đang trạng thái gì, cân bằng dưới này, giống như đoạn này này, một đỉnh hai đỉnh này, ở đây cân bằng dưới nó sẽ rủ thêm nhịp nữa. Bạn thấy đi, ở đây đi, một đỉnh hai đỉnh thì sẽ còn rủ thêm nhịp nữa. Ví dụ đây một đỉnh hai đỉnh nó cân bằng dưới như này này, mua gì ở đây, nó đóng cửa dưới hết MA mà nó gãy hết trên line mà thì nó sẽ còn rơi nữa chứ làm sao lên được. Cung của nó đang áp đảo lực cầu lên trên đây, rất nhiều nguồn cung này, ai chẳng muốn bán ra, nó quan trọng là nó phục hồi lên cách là người ta bán ra hết, nên đây nó cân bằng sideways, nó dụ cho bạn trung bình giá này, bắt đáy vào này thì sau đó xả ra nhịp nữa, nó mới nhóm nhau từ trên cao được. STB thì sao, STB bạn nói đi, đây nó phục hồi lại test lại hai đỉnh của là việc bình thường thôi, điểm mua là gì có đâu, trên là giảm mà. Các bạn nhìn sơ lược của dòng ngân hàng là bạn biết rằng là thị trường ta nó đang phân phối dòng ngân hàng nữa là xong, còn những cổ phiếu dòng chứng khoán đã phân tích từ phân mình phân tích là nó phân phối từ lâu rồi, và khi nó rơi nó phục hồi lại test lại bình thường. Ví dụ như đây bạn thấy nó tạo ra hai đỉnh ba đỉnh gì đó, nó mở biên nó rơi và hầu như những cái lượng cung hàng được phân phối hết ở trên đây rồi, và tổ chức phân phối hết trên đây thì chủ yếu ở đây này nhỏ lẻ giao dịch với nhau thôi, và khi nó về hỗ trợ là về vùng này này là vùng hỗ trợ thì sẽ có lực cầu bắt đáy bên ngoài vào, cũng lên đây kẹp hàng có bán ra không, không bán ra thì cầu vào cũng bán ra thì sẽ phục hồi tự động lên, và khi nó phục hồi lên tới đâu mới bị bán ngược trở lại đây này, cùng giá khoảng là 40 này nó phục hồi lên là tiếp tục bị bán trở lại, nên đầu tư mình có sao thì cứ bán ra chứ điểm mua mới làm gì có. Giống như con SSI đó, nó đánh y chang này đúng giờ, ở trên đây này nhà đầu tư tổ chức họ phân phối hết thì đây nó phục hồi tự động lên này, nhà đầu tư nhỏ lẻ giao dịch với nhau này, nhỏ lẻ giao dịch với nhau này, và thêm những cái lượng cung hàng còn sót lại của tổ chức họ phân phối lần cuối này thì sau đó lại tiếp tục mở biên rơi, cân bằng sideways là test lại đỉnh lại tiếp tục mở biên rơi như thế này này, thì bạn thấy con FTS nó lên được chưa, nó lên xong bắt đầu lại mở biên rơi thôi, điểm mua mới làm gì có đâu. Con này sideways dài phiên lại tiếp tục nó giảm, trendline cũng trendline giảm, bạn bắt đáy làm gì, đừng bao giờ bắt đáy cổ phiếu. Ở đây các bạn nói tạo đáy làm gì có, giống như ở đây bạn nói tạo đáy thì nó làm gì có đâu. Các bạn thấy đây nó đang mở biên nó rơi, bạn thấy đi, một phiên nó phục hồi như này bạn nói tạo đáy đâu có đúng, đây là tạo đáy hay đây là tạo đáy, nó không có đúng, nó phải có sự đảo chen chứ, cổ phiếu đang rơi nó phục hồi như vậy là việc bình thường mà, có gì đâu mà bạn nói tạo đáy, hay đây rơi về đây nó phục hồi mạnh như này bạn nói tạo đáy, hay nó phục hồi khoảng 300-400 như này bạn nói tạo đáy, nó đâu có đúng. Ở đây này cũng y chang, có khác gì đâu, tăng trần luôn mà, nhưng có tạo đáy không, có tạo đáy đâu, nó cân bằng sẽ quay lại mở biên nó giảm thêm nhịp nữa thì sao, nên bạn phải chờ chờ nó đảo trend bạn tham gia, còn bây giờ chưa có điểm để bạn tham gia đâu. VCI cái này có điểm mua không, làm gì có điểm mua, trendline giảm mà, ở đây dòng tiền tổ chức họ thoát chưa, thoát rồi, cái tín hiệu đạt đỉnh nó xuất hiện chưa, nó đã xuất hiện đầy đủ trên cổ phiếu này rồi này, chạy nước rút xảy ra này, một phiên sách ao này, hai phiên này, ba phiên, bốn phiên, năm phiên này, sáu phiên sách ao này, ở lên đây này nó quay lại nó đi test cái này, nó lại mở biên nó rơi này, rồi sau đó bạn thấy xác định đạt đỉnh thì đây nó test lại neckline bình thường này, test lại neckline bình thường này, lại test lại neckline này, lại mở biên nó rơi này, ở đây nó rơi về hỗ trợ sao,
thì khả năng nó cân bằng sẽ quay lại tiếp tục nó mở biên nó rơi vào giá khoảng 42 thì sau đó mới có nhịp bò mạnh. Còn mua mới đó mình có chưa? Chưa. Làm gì có điểm mua mới đâu, nó đang trên là giảm bạn bắt đáy làm gì các bạn? Ví dụ cổ phiếu nó đang bắt đầu nó mở biên rơi ở đây bạn bắt đáy đâu đúng, hay đây bạn bắt đáy đâu đúng đâu, phải cho nó rơi xong đi, khi nào nó đảo chiều thì bạn vào, bạn đâu có cần vội đâu. Các bạn đừng cố gắng gì ạ, lao đầu ra để cản một cái gì ạ, cản một cái chiếc ô tô nó đang chạy nhanh và hay là cản một cái hồng tiết đang lăn thì bạn sẽ rất dễ dàng bị đè bẹp. Nên đừng bao giờ vào bắt đáy cổ phiếu như này cả đó. Mình chả bao giờ mình tham gia trong xu hướng giảm, mình chỉ tham gia trong xu hướng tăng thôi, tại vì xu hướng là người bạn đồng hành đầu tư. Các bạn tham gia trong trend line tăng đi, bạn mua điểm nào trả lãi, còn mua trong trend line giảm đi, các bạn mua đâu giai đoạn đây đi, điểm nào trả lỗ. Còn vít các bạn thấy tạo đáy chưa, ở đây nổ volume này này đúng dạ. Nhưng mà nói đối với mà nói tạo đáy thì phải cần quá trình. Ví dụ bạn thấy cổ phiếu con vít nó tạo đáy chu kỳ phía trước, nó phải rơi như thế nào, nó phải rơi liên tục. Rồi sau đó bạn thấy đi, bắt đầu này có những sự đảo chiều xu hướng và có những dòng tiền lớn họ vào họ đợi giá, và sau đó có những cái sự test đi test lại liên tục nhiều lần và tạo ra nền tích lũy và sau quay thể hiện cái gì, tổ chức họ gom lượng hàng thì sau đó mới vào chu kỳ mới. Chứ ở đây nó rơi cực kỳ mạnh như này này, chưa sự gom hàng thì nó sẽ chưa hình thành đáy đâu. Nên những cổ phiếu này này nó phải cần gì, nó rơi xong nó phải cần quá trình tích lũy lại lâu lắm thì sau đó mới tạo đáy. Còn bây giờ nó rơi như này bạn nói nó tạo đáy làm sao tạo đáy ngay được, nó phải cần quá trình rất là lâu. Và khi các bạn vô trước thì sao, thì bạn phải chờ cái quá trình tích lũy của nó lại nữa. Nên vì sao các bạn đừng bao giờ bắt đáy, bắt đáy bạn sẽ không ăn nhiều đâu, ăn được 5-700 là nhiều à, chứ bạn đừng đừng có kỳ vọng ăn quá quá nhiều. Và đối với cổ phiếu nó muốn tạo đáy sao nó phải cân bằng, nó phải có sự gom hàng thì sau đó mới hình thành được. Còn bây giờ nó đang vẫn vẫn đang trên là giảm và đang đau trend như này mua gì, vì đi chưa thấy khi nào tạo đáy luôn. Ví dụ như cái đề bạn thấy điểm này mua đi, điểm này mua đi, nó cũng chả khác điểm này hoặc điểm này thôi, nó có chả khác bao nhiêu đâu, nó vẫn trên là giảm mà mua gì ở đây. Cổ phiếu nó giảm cho nó giảm xong đi, đây bạn thấy đi, đây tưởng chừng hai đáy này vào múc cả đi, ăn bao nhiêu cái sàn đây, rủi ro không? Rủi ro chứ, các bạn mua đi hầu như là thiệt hại lần này nhất là sau đỉnh chứ không phải là ngay đỉnh đâu. Mua đâu điểm này đi, hàng về ăn bao nhiêu cây sàn, các bạn biết điểm bao nhiêu cây sàn không? 1 2 3 4 cây sàn, 4 4 nhân 7 là 28% rồi đó. Chỉ cần 4 ngày bạn lỗ 28%, các bạn chấp nhận những cái nhịp gọi là ăn những cái sàn này bạn vào. Còn đó mình thì phải chờ gì, chờ cho rơi xong gì đó. Nó tạo đáy hình thành, nó bắt đầu từ cái nền kiến tạo số 2 đi lên thì lúc đó bạn hãy tham gia. Mình là người đầu tiên nói về các bạn về cái nền kiến tạo số 2 rất quan trọng. Tại vì sao? Tại vì cái nền kiến tạo số 2 nó mới xác định là cổ phiếu nó đã bước vào cái uptrend thật sự. Mình ví dụ như ra đây nó rơi, nó tạo ra nền kiến tạo số 2 này, và nếu cái nền kiến tạo số 2 không đi lên thì chứng tỏ gì ạ? Tổ chức họ đã không vào dòng tiền nữa và ở đây nó chỉ là vùng tăng phối. Còn nếu ấy mà khi ấy, mà từ cái nền kiến tạo số 2 nó rơi xong thì bạn thấy nền kiến tạo số 2 đi lên sao, thì nó bước vào uptrend. Hoặc đây bạn thấy đây, nếu một cái nhịp chỉnh nó xảy ra nhưng đi lên từ cái nền kiến tạo số 2 thì nó sẽ bước vào một nhịp tăng mới, nó chỉ là nhịp điều chỉnh, nó khác nhau là từ cái nền kiến tạo số 2. Nên vì sao ấy, các bạn hãy hạn chế tham gia cổ phiếu khi nó chưa hình thành cái nền kiến tạo số 2, và trong thời giảm này thì tuyệt đối không tham gia với mình. Và mình cũng nhắc bạn hoài, đâu kêu bạn tham gia trong xuống giảm đâu. Rồi dòng gì ở đây, dòng bất động sản đi, đi qua vài con thôi chứ thị trường ta nó xấu như này phân tích gì vậy bạn, trên là giảm không cũng chả có gì để phân tích. Đoạn này cầm tiền là vua rồi, các bạn cầm tiền chờ đợi tạo đáy vào. Còn đây nhiều người lại nó tạo đáy này, nó cũng giống đoạn này, nó có khác gì đâu. Ở đây là nhiều ông lại nó tạo đáy, ở đây là nhiều ông nó tạo đáy này, ở đây là nhiều ông nó tạo đáy, nhưng có tín hiệu gì tạo đáy chưa? Chưa, khi nào nó phải có những tín hiệu gì à? Nó phải đánh trần lên luôn ấy đó, bắt đầu nó vượt ra giảm, nó cân bằng trên đây này đó, cân bằng là trên 7 dòng tiền vào cái nữa từ cái nền kiến tạo số 2 thì lúc đó mình sẽ vào. Mình bây giờ mình tham gia có vội không? Không, nó rơi ví dụ như nó rơi như này bạn nói tạo đáy hả, này nó rơi y chang gì, nó hồi lên này, nó đánh lên những cái trần cho bạn luôn này. Đây nó hồi lên mạnh này, đây bạn thấy nó phục hồi mạnh này, đánh gần như có những cái trần lên, bạn thấy sideways đi vô múc cái đi ăn bao cái sàn sao, rõ ràng như vậy mà. Ở đây bạn thấy đánh cho bạn này mấy cây trần luôn này, đây đúng chưa ạ? Lên mười mấy 20% này, bạn tưởng nó ngon nhưng bạn thấy lại tiếp tục mở biên nó giảm. Điểm mua đẹp nhất của nó là gì, phải giảm cho xong. Các bạn vào đến đây bạn ôm này là điểm ngon nhất, tham gia chi mà sớm mà vội, có tín hiệu gì đó tham gia, đã bị thua 3 lần 4 lượt rồi lại tiếp tục tham gia điểm này, mình chả thấy cái điểm gì để tham gia. Mua giá rẻ, các bạn thấy giá cũng đến lệnh 100.000 ở giai đoạn chu kỳ 2022, các bạn bắt đáy, thấy các bạn trung bình giá không biết bao giờ mới thấy cái đáy của nó luôn. Nên vì sao là khi tham gia đừng có bao giờ tham gia điểm này. Còn HDC thì sao, HDC này cái con này sao ạ? Cũng là cái biên tích lũy và sideways, con này tích lũy khá đẹp ấy, vào đó mà thì nó đang ở pha rũ bỏ, và rũ bỏ về đâu thì chúng ta phải chờ chờ dòng tiền vào xác nhận thôi. Mình ví dụ như đây đi, nó có pha rũ bỏ này để vào sóng mới của nó này, bạn thấy đi, nó rũ bỏ từ đây tới đây bạn biết bao nhiêu phần trăm không, cái pha rơi cuối cùng nó này nó rơi được khoảng là 36%, bạn cầm nổi không? Đương nhiên là không cầm nổi, sao để tránh được pha rũ bỏ đó thì bạn phải chờ chờ cho nó rơi xong đi. Khi nào mà dòng tiền tổ chức họ vào xác nhận đi vào thì lúc đó bạn hãy vào tham gia. Còn khi nó rơi rũ bỏ xong thì phải cần cái quá trình tích lũy cũng khá lâu á, tích lũy xong các bạn thấy đi nó sẽ vào cái đại sóng, nên bạn cứ chờ cái điểm đó để bạn tham gia với mình. Còn bây giờ mình biết à, nó là rũ bỏ nhưng bây giờ mình chưa tham gia, mình chờ cho rũ bỏ xong với dòng tiền tổ chức họ vào thì mình sẽ hướng dẫn bạn tham gia.
Còn cái đền này là đền tích lũy rồi. Tiếp tục dài con đi, ví dụ như con gì đây? Con BDR đi, nó rơi như thế này biết khi nào tạo đáy. Ví dụ cổ phiếu nó đang rơi, các bạn bắt đáy đi, ở đây nó cân bằng như thế này bạn bắt đáy không? Cân bằng như này bắt đáy không? Các bạn phải chờ cái gì? Chờ đi lên cái nền kiến tạo số 2 đây này các bạn mới mua. Đừng bao giờ bắt đáy cổ phiếu làm gì. Các bạn thấy trên thị trường này đi, có ai bắt đáy mà giàu đâu? Các ông Huyền Thoại bắt đáy không? Không, ổng giàu lên từ gì? Từ siêu cổ phiếu mà. Nên bạn phải chọn siêu cổ phiếu bạn đánh chứ đi mà đi bắt đáy làm gì? Mặc dù các bạn biết nó hồi nhưng lỡ các bạn ví dụ như các bạn đánh như con DG đi. Các bạn bắt đáy, bạn thấy ăn ăn được nhiêu, ví dụ như bạn thấy đi bắt đáy đúng địa điểm rút chân này như thế này đi. Các bạn thấy đi, bắt đáy rút được được điểm rút chân này ăn được bao nhiêu phần trăm, từ đây tới đây ăn được bao nhiêu phần trăm? Ăn được khoảng là 3%, nhưng bạn thấy lỡ bắt đúng những nhịp này sao? Bắt đúng những nhịp này này. Thì bạn thấy đi, hàng về sao? Hàng về lỗ 5-700 lận, lãi lại ít nhưng mà thua 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 nhiều mà. Nên bắt đáy làm gì? Đừng bắt đáy. Tiếp tục con ri như thế nào? Con ri đoạn này nó sẽ cần cân bằng thêm đó mình, thì cái pha này nó sẽ tạo pha BU là đẹp nhất, là cái pha gì ạ? À? Tái tích lũy lại là đẹp nhất. Nếu mà thị trường ta lúc mà tạo ra thành công, con này tích lũy lại được trên giá nhiều ạ? À? Trên giá khoảng là 65, thì khả năng trong thời gian sắp tới nó sẽ thành một cái gì ạ? À? Cổ phiếu tiềm năng ấy. Đó nên các bạn cứ chờ lại quan sát thêm thôi. Còn đó mình thì mình sẽ chưa mua, tại vì biên hiện tại của nó khá lỏng. Giống như cái pha BU ở đây này. Đó, lúc mà thị trường nó bắt đầu nó có những trạng thái rung lắc điều chỉnh nó mà tạo ra được cái pha BU như thế này này. Đó thì giai đoạn phía sau nó sẽ bò lên rất là kinh. Đó nên các bạn phải quan sát xem là những con này nó tích lũy lại như thế này được hay không. Thì mình cứ chờ thôi. Đi thêm vài dòng đi, dòng dòng gì các bạn? Dòng thép đi như thế nào? Nam Kim này. Ở đây là trạng thái gì? Nó gãy trend như thế này thì nó gọi là trạng thái gì các bạn? Cân bằng dưới. Thì cân bằng dưới bạn mua hay không? Có cân bán chứ đâu phải cân mua, họ lên để bán này. Giống như KBC này, nó trạng thái cân bằng dưới thì bạn mua hay bạn bán? Ở đây này, nó gãy trên thì đây, cân bằng dưới thì bạn mua hay bạn bán? Đương nhiên bán rồi, giảm chạc này bạn không bán sớm sao, các bạn cũng sẽ bán muộn. Nên bạn hãy kẹp hàng thì hãy đi bán đi. Còn ví dụ như ở đây bạn thấy nó cân bằng dưới bạn mua hay bạn bán chứ đâu phải mua. Đó nên bạn kẹp hàng thì bán đi, còn mua mới mua chưa? Chưa. Đây nó có đảo trend đâu mà mua, trend giảm mà. HBG sao rút chân như này các bạn mua không? Các bạn nói đây tạo đáy hả? Nó có tạo đáy đâu. Bản chất bạn thấy cục một cổ phiếu nó rơi đi nó phục hồi là việc bình thường mà, ví dụ nó rơi như này phục hồi là bình thường mà, nó phục hồi là bình thường mà. Các bạn thấy giật lên vài cây nó vẫn chưa tạo đáy này, khi nào tạo đáy, khi nào nó phải đảo chiều như này này các bạn mới thấy được cái sự tạo đáy của nó. Còn các bạn kẻ ra cái trend mà nó chưa đảo chiều sao thì nó vẫn trên là giảm thôi. Còn VGS này nó đây nó xác nhận nó là gì ạ? À? Nó là cái bull trap rồi thì đây sẽ quay dài và nó phải nhốt các bạn nữa thôi, chứ điểm mua mới làm gì có đâu, nguyên tắc nó là như vậy mà. Ví dụ đây đi, nó tạo ra đây nó xác định nó là nhịp bull trap rồi này, thì đây bạn thấy nó lên hay không, nó xoay quay về phiên lại mở biên nó giảm, nhìn chung nó đi ở bên kia sườn đồi sao thì bạn hạn chế tham gia. Rồi đi qua dòng cảng biển đi, HAH này thì đây dài bữa nó phục hồi lên được vùng giá khoảng 44 là điểm bạn bán đẹp nhất á. Còn đây tín hiệu phân phối đã ra, xảy ra chưa? Đây này bạn thấy chạy rút xảy ra này, một phiên sách ao này, hai phiên này, ba phiên, bốn phiên, năm phiên, sáu phiên này, mở biên nó rơi vì bình thường. Đây xoay quay là điểm bán rất là đẹp của cổ phiếu, các bạn mua gì ở đây? Hay giống như con vót này nó mở biên nó sàn như thế này thì ở đây nó hồi lên bạn lo bán đi, chứ bạn cầm làm gì? Một cổ phiếu nó mở biên nó rơi nó hồi như như này là việc bình thường. Ở đây bạn thấy nó mở biên nó rơi này, ở trên xuất hiện cái giai đoạn phân phối này, mở biên nó rơi này, ở đây nó phục hồi việc bình thường này, bạn mua mua ở đây sao, ăn vài cái sàn như này là việc bình thường, nó hồi lên để bán chứ. Rõ ràng thì chúng ta chưa phân phối xong. Còn mấy dòng khác như dịch mai đi, TNG này nó cân bằng sideways quay mà nó rủ rủ như này thì thôi, các bạn thấy dòng cuốn xuống thì các bạn canh hạ là vừa đó, mình thì sẽ không mua mới. Ở đây bạn thấy dòng cuốn xuống này nó sideways quay kênh dưới này lại tiếp tục đạp. VGT mà đánh như thế này bạn thấy đi, nó mở biên nó giảm thì đây bạn thấy ở đây cũng là cân bằng dưới này, thì nhắc các con mà kênh trên nó cũng sẽ mở biên nó rơi theo thôi. Mua mới đó mình sẽ chưa mua đó, mình thị trường ta hiện tại nó chưa có dòng gì gọi là tạo đáy để chúng ta tham gia cả. Khu công nghiệp đi các bạn coi đi, GVR này nó đã nhốt bạn rồi, bắt đầu hồi lên là việc bình thường mà. Ở đây test lệnh like thôi, đây là test lệnh like này, hoặc cùng lắm test lại gáp một cái lại mở biên nó rơi, giống như đây này nó phục hồi mạnh này lại mở biên nó rơi, bản chất của nó là bull trap rồi thì sẽ nhốt các bạn ở trên cao ấy. Giống như đây bạn ở đây nó tạo ra gì ạ? À? Tạo ra cái gáp này nó mở biên nó rơi mạnh sao về hỗ trợ nó phục hồi bình thường, tại vì trên đây này nguồn cung sẽ không bắn ra này, cầu bên ngoài vào này, cầu do nhà đầu tư kẹp hàng của mình giá này, cầu do nhà đầu tư bắt đáy vào này và phục hồi tự động lên test lệnh like này, thì cung trên đây này mới bắt đầu bán ra này, thì sau đó bắt đầu mở biên nó giảm thêm nhịp nữa này, nhịp phục hồi là bình thường mà. Nên thấy cũng chả có gì là lạ đó cổ phiếu này cả, nên nó phục hồi trần cũng là bình thường thôi, tại vì rơi sâu rồi, nó rơi đâu khoảng 50-60% gì đó, rơi khoảng bao nhiêu ạ? À? 10-15%-20% gì đó thì phục hồi là bình thường thôi. IDC cũng vậy này, làm gì có điểm mua đâu, cả thị trường này làm gì có cái cổ phiếu nào tạo đáy và dòng dẫn có xuất hiện chưa? Chưa, nguyên lý thì chúng ta tạo đáy thì phải cần một cái vùng đúng giờ,
và nó phải cần một cái thời gian để nó tạo đáy. Và đánh giá rằng cái vùng đỉnh này này, các bạn phân tích và bạn thoát ra được vùng đỉnh thì đáy chắc chắn các bạn sẽ biết được. Tại vì sao ạ? Tại vùng đỉnh nó sẽ diễn ra lâu hơn và nó sẽ có dấu hiệu khó nhận biết hơn. Còn đáy sẽ có rất nhiều dấu hiệu để chúng ta nhận biết, đó là vùng đáy. Vùng đáy thường thường bạn thấy nó diễn ra rất nhanh, đâu khoảng là 1 đến 2 tuần ấy. Đó là đã hình thành đáy rồi, các bạn thấy vùng đáy nó sẽ hình thành rất nhanh. Đó, nó sẽ có dấu hiệu để nhận diện để hình thành vùng đáy. Đáy bạn thấy nó sẽ diễn ra nhanh lắm. Nhưng mà bạn thấy những vùng đỉnh này nó diễn ra rất lâu. Đó nên vì sao mà các bạn thoát được vùng đỉnh thì cái vùng đáy thì cái đó là cái tầm tầm tay các bạn thôi. Và trong thời gian sắp tới mình sẽ mở những khóa coaching đấy. Ngày 11 tháng 8 mình sẽ mở cái khóa coaching về cách xác nhận đáy trường. Đó, và cái đó là những cơ hội cho bạn để bạn tham gia để biết được thị trường ta khi nào sẽ tạo đáy và chúng ta sẽ đánh được cái gì ạ? Đánh được cổ phiếu dẫn dắt trong thời gian sắp tới. Mình sẽ hướng dẫn cho bạn tìm cái cổ phiếu đó. Nếu bạn nào muốn tham gia thì bạn có thể vào phòng cộng đồng để bạn liên hệ bạn trợ lý hoặc là điền vào những cái link gì ạ? Cái link này này, đó để có thể đăng ký tham gia khóa học đó để mình hướng dẫn cho bạn để cách tìm kiếm cái siêu cổ phiếu trong chu kỳ sắp tới. Và đó mình bây giờ là cơ hội thôi. Còn hôm nay chúng ta phục hồi cũng nó có nói trong trong cái nghị này, ví dụ đây đây, thị trường hôm nay sẽ phục hồi quanh 1240, 1250 này, rồi đi ngang thêm này nên đầu tư kịp hàng thì canh hồi thoát này chứ không phải là mua này. Rõ ràng như vậy mà. Đúng không ạ? Và cái nguyên lý tạo đáy thị trường này thì phải có gì từ 3 năm nhịp rũ này, phải có cái vol này, xuất hiện stopping lumbar này, có bùng nổ theo đà này thì mới tham gia được này. Chứ thị trường ta nó rơi nó hồi là bình thường mà, nó kéo trần cũng là việc bình thường thôi. Mình đã trải qua những cái giai đoạn đó rồi nên mình chia sẻ cho bạn biết. Còn hiện tại mình view thị trường đúng khoảng là 99 đến 100% mà. Các bạn thấy đoạn này đi, mình view có khi nào trật không? Mình nói rằng ở thị trường ta test lên 1290 này, rồi sau đó mở biên rơi về bao nhiêu ạ? 1250, 1260. Rồi sau đó bắt đầu này, các bạn đọc này, ví dụ như đây mình nói nó đi đúng như trang kỹ thuật thôi, 1290 này. Đâu rồi thị trường test là 1290 đâu, mình cho bạn thấy này. Đây này. Cái này 28 tháng 5 là hơi hơi lâu. Để mình kiếm cái thị trường nó kéo rướng đâu rồi. Đây này, ngày 16 tháng 7 này, thị trường hôm nay nó hở cái bóp này, mọi người hạn chế mua rủi này, thị trường sẽ có những cái nhịp kéo rướng lên 1290 test đỉnh này, rồi sau đó mở biên rơi về vùng giá khoảng 1250, 1260 ngày 16 tháng 7 này, bạn thấy đi. 16 tháng 7 có phải là ngày này không? Nó test lại 1290 này, bắt đầu mở biên rơi 1250, 1260 này, rồi sau đó mình nói bạn này nó phục hồi lên giá 1275 điểm gì đó. Đúng vậy. Dạ. 1275 mà các bạn thấy đi, nó phục hồi lên cao nhất bao nhiêu ạ? À? 1279. Thì bạn thấy đi, nó là 1275 này, nó có hồi lên 1275 hay không? Đây, chiều nay sẽ có nhịp phục hồi lên 1275 này, ai kịp hàng thì canh xử lý này là ngày 18/7. Có phải cái nhịp này này, 18/7 này hồi lên đúng bao nhiêu ạ? 1274, 1275 này, rồi sau đó mình nói các bạn là nó sẽ rơi về vùng giá khoảng nhiêu ạ? 1200, 1200 mấy ạ? À? 1250, 1260 vào phiên sau thì nó về đúng cái vùng này, đúng giờ. Rồi sau phiên đó mình nói là nó sẽ gãy 1240. Các bạn thấy đi, nó đi đúng với mặt kỹ thuật mà. Nó đâu phải đơn giản là nó đi như vậy đâu, nó đi đúng 1000, nó đúng với những vùng kỹ thuật mà. Thị trường khả năng này phải thủng 1240 mới có cửa tạo đáy này. Rồi sau đó hôm nay mình nói thị trường ta phục hồi lên vùng bao nhiêu, 1240, nó là những cái kỹ thuật thôi, nó những cái ngưỡng kỹ thuật bạn có thể nhìn nhận được á, nó cứ đi đi xuống lại test lại, đi xuống xong test lại, nó đánh tương tự như vậy thôi, nó đi đúng với mặt kỹ thuật mà. Còn đoạn này nó tạo đáy chưa? Chưa, mình khẳng định là chưa đâu, nó mới đầu bắt đầu nhịp rơi thôi, thì bạn đừng có vội vàng vào sớm. Các bạn thấy ông gì ạ? À? Ông Mark Mulvaney á, ông có nói rằng ấy, tôi có thể đứng bên ngoài trường có thể là 1 tháng, 2 tháng hoặc có thể là 1 năm trời đến khi cái thị trường con gấu nó kết thúc. Tại vì sao ạ? À? Tại vì tôi thấy cái sự kiên nhẫn là cái quyết định trong thị trường chứng khoán này. Tại vì trong thị trường này nó chỉ là cái thiết bị chuyển tiền đầu tư thiếu kiên nhẫn sau đầu tư kiên nhẫn thôi. Và khi nhà đầu tư mất kiên nhẫn hành động thì lúc đó là lúc chúng ta có thể quan sát được cái thị trường này, trường tốt một cách tốt nhất và những người đó sẽ tạo tiền đề cho thành công chúng ta ở giai đoạn phía sau. Ông nói là như thế. Và cái thị trường này bạn thấy đi. Hôm nay các bạn không đầu tư được thì ngày mai bạn đầu tư, quan trọng cái điểm mua của bạn gì á, nó phải an toàn và điểm mua của bạn nó phải tốt. Và khi chúng ta nó phải có những sự đảo chen. Và bạn thấy bạn đầu tư cả đời đâu phải bạn đầu tư ngày 1 ngày 2 đâu, bạn cứ nhìn vào con điện cứ mua mua bán liên tục, cứ đoạn này mua mua bán liên tục này, những nhà đầu tư T cộng này là thua lỗ thiệt hại đoạn này nhắc này. Ở đoạn này bắt đầu này nó hạ những nhà đầu tư đánh trend này, rồi lại vài bữa lại bắt đầu hạ những nhà đầu tư gì ạ? À? Gọi là bắt đáy này, thị trường nó khốc liệt lắm nên bạn thấy vì sao có 95% nhà đầu tư thua lỗ, chỉ có 500 là nhà đầu tư chiến thắng thôi. Ai có phương pháp, ai có hệ thống thì người đó mới là người chiến thắng. Còn mình đã phân tích thị trường ta đến cỡ đó rồi thì các bạn thấy đi, còn cái gì nữa đâu mà chúng ta đầu tư đoạn này nữa. Các bạn cứ nghỉ ngơi một thời gian chờ đợi tín hiệu đảo chiều thì bạn hãy tham gia ở giai đoạn phía sau. Còn thực chất là ở trên đây mình đã nói với bạn rất nhiều lần rồi, còn bây giờ nó rơi về đây mình nói gì với các bạn nữa. Ở trên đây mình đã nói với bạn đâu khoảng cả 100.000 lần trên đây này,
Mình nói các bạn là kêu các bạn thoát đi, bạn cầm tiền đi, chờ đánh chu kỳ phía sau mình. Các bạn cứ hy vọng chúng ta vượt ngưỡng 300 điểm mà bạn không tôn trọng rủi ro, và bạn thấy các bạn không tôn trọng rủi ro thì sao ạ? Thì nó sẽ quật ngã các bạn. Và bây giờ bạn mới tá hỏa ra, bạn thấy thị trường ta nó giảm sâu như thế này, mới các bạn mới thấy thị trường ta nó gọi là khốc liệt đúng vậy. Rõ ràng nó có tín hiệu rủi ro quan trọng, bạn có thể là hạ cái tôi mình xuống để có thể là nhìn nhận thị trường cách tốt nhất hay không. Chứ rủi ro xuất hiện bạn không quản trị rủi ro, bạn cứ tập trung lợi nhuận, nghe người ta top cổ phiếu này, top cổ phiếu kia rồi lao đầu vào mua, và đặc biệt mua những cổ phiếu gọi là gì, siêu đầu cơ nữa. Bây giờ bạn thấy đi, HVN này, nghe người ta nói HVN đẹp, các bạn vào các bạn mua này, ăn vài cây sàn rồi đó, không có nhịp thoát luôn. VGI này, rồi những cổ phiếu như con LAT hay con CSV rồi đó, LAT này, rồi DDV nó nhốt bạn không cho thoát luôn mà, nó đánh khốc liệt như vậy đó. Nên bạn đừng có nghe người ta nói ở top này top kia, là bạn hãy nhìn nhận thị trường ấy, và bạn phải lên về gì vậy? Lên về những cái kịch bản thị trường có thể xảy ra, và chúng ta phải biết là lúc nào lên tấn công, lúc nào lên phòng thủ. Tấn công là vùng đáy, các bạn không tấn công, mà lên vùng đỉnh bạn tấn công không mà. Trong thị trường này bạn không tấn công ấy, hoặc là không quyết liệt, bạn sẽ không kiếm được tiền, mà bạn không phòng thủ thì bạn sẽ không giữ được tiền. Hoặc là giống như một câu nói của ông huyền thoại đầu tư trên thị trường này, mình không nhớ tên là gì, ông có nói rằng là gì ạ? Nếu các bạn không cược thì bạn sẽ không thể thắng, nếu bạn mất hết cược, nếu các bạn mất hết tiền thì bạn sẽ không thể cược. Thì các bạn phải giữ tiền chứ, giữ tiền quan trọng hơn. Trong thị trường này kiếm tiền ai chả kiếm được, thị trường tăng, còn giữ tiền ai mà giữ được ở đoạn này mới là người bản lĩnh chứ. Thì cơ hội mới mở ra chứ. Chứ bây giờ bạn kẹp hết lên đây này, thì bây giờ cơ hội là gì nữa? Các bạn chỉ canh hồi để bạn xử lý thôi. Còn bây giờ người ta cầm tiền mới nói là cơ hội. Còn ở đây mình nói là rủi ro thì ai cũng nói là cơ hội. Còn bây giờ bắt đầu mình thấy nói là cơ hội thì ai cũng nói là rủi ro. Quan trọng là bạn nhìn thị trường ta nó góc nhìn như nào thôi. Bây giờ chiết khấu nó rẻ, quá trời rẻ luôn. Cổ phiếu nó bán như cho rồi đó, mà bạn không cố gắng bạn tìm kiếm một cái điểm đảo chiều để bạn tham gia, để bạn ôm cho cái trend dài hạn, thì lúc đó là các bạn gì ạ? À? Thì các bạn sẽ rất khó để tìm kiếm những cái cơ hội để tìm được những cái chiết khấu rẻ như này đâu. Thị trường bây giờ nó chiết khấu rất rẻ rồi, và mình nói thẳng luôn, ở trong cái trung hạn này nó là cái pha điều chỉnh nha, nhưng mà trong dài hạn nó là cái pha rũ bỏ. Thị trường ta nó đang thiếu cái điểm ST để có thể là gì, gọi là spring á, nên thiếu một cái điểm gọi là spring trong dài hạn á, để có thể là bước vào cái trend tăng về dài hạn. Và cái trend tăng đó mình cảm giác ấy, nó là cái cuộc đánh về cái cuộc nâng hạn cuối cùng thị trường ấy đó, cái cuộc chiến nâng hạn của thị trường, nó mới là cái gì, cái giúp thị trường ta nó lên thật là cao đó. Nên mình nhìn trước cũng nhìn là tầm đó khoảng là 1 đến 2 năm tới, còn bây giờ mình nhìn về trung hạn nó là xấu đúng vậy. Góc nhìn của người ta là người ta nhìn đây thì nó phải lên đâu khoảng lúc trên đây, còn đó mình góc nhìn của mình ấy là nó phải về đâu đâu dưới đây này đó, và có thể sang đâu đâu dưới đây này đó, thì sau đó bắt đầu gì ạ, nó lên lúc trên cao luôn, nó đi lên lúc luôn, nó là như thế. Góc nhìn mỗi người mỗi khác, còn mình có góc nhìn như thế và nó đang phù hợp với cái bối cảnh kinh tế cũng như phù hợp với bối cảnh rủi ro thị trường. Và nhìn chung ấy, thị trường ta đánh rất là logic, quan trọng bạn có nhìn được cái sự logic của thị trường hay không. Và thị trường này nó không có gì là ngẫu nhiên cả, và không có gì dưới ánh nắng mặt trời cả, cái gì đã xảy ra quá khứ nó lại tiếp tục xảy ra trong tương lai thôi. Trong cái quyển sách thánh có nói mà, không gì mới dưới ánh nắng mặt trời đúng giờ, cái gì diễn ra nó sẽ tiếp tục diễn ra, cái gì lặp lại sẽ tiếp tục dịp lặp lại. Và những các ông huyền thoại đầu cơ cũng đã sử dụng cái chân lý đó để đánh mà, giống như Jesse Livermore, ông nói rằng thị trường giống như những ngọn đồi vậy, cái gì đã xảy ra trong quá khứ lại tiếp tục xảy ra tương lai. Đó là những cái gì ạ? Đó là những câu nói của huyền thoại đấy, chứ không phải là do mình nói đâu. Và những người đó cũng là những người đầu tư rất thành công trên thị trường mà. Còn thị trường này đó mình là cơ hội rất to đó. Còn các bạn nào muốn biết cơ hội to là như thế nào thì bạn có thể đồng hành với mình ở những cái room khuyến nghị đó. Các bạn nào muốn vào những room khuyến nghị thì bạn có thể là nhắn tin cho bạn trợ lý ấy. Đó thì trong cái phần gọi là mô tả này, đó là cái phần mô tả của video, nó cũng sẽ có những cái phần gọi là cái số điện thoại bạn trợ lý, thì bạn có thể liên hệ bạn trợ lý để ra vào những room khuyến nghị để có thể là đón chu kỳ sống tới mình, cũng như các bạn vào cái room khuyến nghị sẽ được học cái khóa coaching này. Và khóa coaching này là mình nhìn cái gì ạ? Mình dành một cái thời gian cũng khá lâu để mình chuẩn bị cho khóa coaching này, và mình cũng đang chuẩn bị cho cái chu kỳ sóng cực kỳ mạnh ở giai đoạn sắp tới. Đó thì cái ngày 11 tháng 8 sẽ là ngày gì ạ? Là cái ngày mà mình bắt đầu cái khóa học đó đó. Đó cái link đăng ký khóa học ở đây, hoặc các bạn vào gì ạ? Vào nhắn tin cho bạn trợ lý đi thì nó sẽ dễ hơn, để cho bạn trợ lý thêm bạn vào những khóa coaching đó. Thì khóa coaching thì hiện tại cũng được khoảng bao nhiêu người để mình xem thử coi. Khóa coaching hả? Khóa coaching mình nhớ không nhầm là khoảng được 10, được khoảng hai mấy người rồi, và khóa coaching này mình nhận khoảng là 30 đến 50 người thôi chứ sẽ không nhận nhiều. Rồi thì xin kết thúc video đây, thì chúc các bạn ấy là có những cái kiến thức đầu tư được hay hơn và bổ ích hơn. Thì các bạn còn thắc mắc gì bạn cứ comment ở dưới video, và bạn nhớ cho mình một cái nút like để mình có nhiều cái động lực hơn để mình ra được nhiều cái video tốt hơn cho bạn, để bạn có thể là giữ được tiền và kiếm được tiền trên thị trường này.